Sau khi gửi xe, chúng ta di chuyển xuống bằng cầu thang cuốn. Trước mặt chúng ta là thương hiệu Uniqlo, nhà tài trợ chính cho tay vợt Roger Federer với những cú backhand đẹp như tâm hoa. Kế bên là cửa hàng thể thao Under Armour. Mình thích mặc áo thể thao tay dài của thương hiệu này vì chất liệu nó mát, thoát mồ hôi nhanh, giữ ấm mỗi khi mà trời hơi lạnh và rất là nhẹ. Sắp đến spring break của các em nhỏ học sinh mà gia đình bạn chưa biết đi đâu thì mình có gợi ý nhỏ thì hãy đưa các bạn nhỏ đến Disney Springs Florida. Mình nói lại đây là khu giải trí Disney Springs, không phải là Disney World. Vì Florida có hai cái, một cái là Disney Springs và một cái là Disney World. Disney Springs là cái nơi mà mình đang dẫn các bạn đi xem nè, là nơi mà bạn không cần phải trả tiền parking. Mà parking ở đây rất là rộng và lớn và có nhiều tầng. Nếu bạn là người hay quên thì bạn nên chụp hình lại chỗ mà bạn đậu để một hồi ra về bạn biết đường mà bạn đi cho dễ. Vào cổng cũng hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Trước khi vào khu giải trí này, nhân viên security sẽ check từng người để bảo đảm an toàn cho những người vào đây vui chơi và mua sắm. Ở chính giữa lối đi là những bồn hoa với nhiều cây kiểng khác nhau. Mình thích những cây cọ, cây dừa cao vì nó cho bóng mát mỗi khi trời nắng. Phía bên tay trái của mình là cửa hàng mỹ phẩm Sephora của chị em phụ nữ. Kế tiếp đó là thương hiệu cá sấu biết cười Lacoste. Mình là một fan của Lacoste, đa số mình mua đồ trong đây rất là nhiều. Giá trong đây thì chắc chắn sẽ mắc hơn bên ngoài. Họ có sale giảm giá để thu hút người mua chứ. Nhưng thường thì họ sale chỉ tầm 10%, cao lắm là 20%, mà các bạn mua chi cho nhiều. Vô đây chủ yếu là ăn, chơi, tham quan cho biết thôi, nếu mà mua một hồi sách là quải luôn. Phía trong hành lang là một cửa hàng mỹ phẩm nổi tiếng khác của Mỹ là MAC Cosmetics. Chị em lại có thêm sự lựa chọn cho những bộ đồ nghề makeup cho riêng mình. Kế tiếp là thương hiệu túi sách K-Spade New York. Mình thì chưa bao giờ bước vào cái tiệm này coi vì mình thấy nó không có hợp với mắt mình. Nó thẳng ra là nhìn mấy cái túi này nó già hơn cái tuổi của mình. This
Disney Springs là khu phức hợp mua sắm, ăn uống và giải trí ngoài trời tại Walt Disney World Resort bên cạnh dòng sông thơ mộng Buena Vista gần Orlando, tiểu bang Florida. Khai trương lần đầu tiên vào tháng 3 năm 1975 với tên gọi là làng mua sắm Clark Buena Vista. Vào năm 1977, nó đã được mở rộng ra thêm và có tên gọi mới là Walt Disney World Village và sau đó là Disney Village Marketplace vào năm 1989. Rồi đến năm 1977 lại được đổi tên thành Downtown Disney. Và cuối cùng cái tên Disney Springs được đặt vào năm 2015 cho đến ngày nay. Thời tiết ở Orlando mưa rất nhiều và nắng cũng rất gắt nên chủ đầu tư người ta xây những lối đi có mái che giống như vậy để du khách không cảm thấy mệt khi đi quá nhiều và có chỗ trú mưa mỗi khi cơn mưa hay cơn giông ập đến bất chợt. Đây là cửa hàng Coca-Cola. Tại đây bạn có thể thử được hết 16 vị khác nhau của Coca trên toàn thế giới. Vị của châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, châu Á, châu Đốc. À quên, châu Đốc là mùi mắm. Lúc này thèm mắm quá nên mình nói liệu. Tất nhiên là bạn phải trả tiền mới được thử. Coca-Cola thì được bán hầu hết trên toàn thế giới ngoại trừ hai nước Cuba và Triều Tiên. Lý do đơn giản là bị lệnh cấm vận và trừng phạt thương mại của Washington DC. Tất nhiên là hai nước này không có đại sứ quán của Mỹ và công dân Mỹ không nên bán mảng đến đó để du lịch. Nếu có chuyện gì xảy ra thì ăn cho hết. Có một điều thú vị là khi bạn đến Mỹ và muốn mua một lon hay một ly Coca-Cola mà bạn nói nguyên chữ Coca thì ít có đứa phục vụ nào biết, mà phải order là một ly Coke thì nó mới hiểu. Theo như mình tìm hiểu ở trên website của Coca thì Coke là một nickname, là một tên gọi vắn tắt thay vì Coca-Cola. Nó được phổ biến từ thế kỷ 19, ngay cả những nhân viên Coca được gọi sản phẩm của họ là Coke. Bây giờ bạn biết khi qua Mỹ là bạn order cái nước gì rồi ha. Bạn có thể dành cả ngày đi dạo và vui chơi ăn uống ở trong đây. Nếu tiệm nào mà bạn cũng ghé qua thì bạn đi tới sáng mai cũng chưa có hết nữa. Tính tới thời điểm mà gia đình mình đi vào dịp cuối năm 2023 thì Disney Springs có tổng cộng là 95 shop, 69 nhà hàng phục vụ thức ăn no và nhẹ, 25 khu giải trí. Đó là chưa tính những kiosk hàng quán nhỏ giữa lối đi. Đằng kia có chị Mỹ đang nói chuyện với con sóc à. Ở đây con sóc nó phá như chuột vậy đó.
Chắc sáng giờ không có gì ăn nên nó kiếm miếng giấy mà nó nhai ngấu nghiến còn thấy ngon không? Nếu bạn hên thì bạn sẽ thấy được con sóc màu trắng giống như là sóc nó bị đột biến gen vậy đó. Nhìn giống y con hồ ly tinh vậy. Đây là con sóc trắng mà mình quay được ở khu nhà mình. Ngày nào nó cũng ra đây nó kiếm thức ăn hết á. Chỗ đậu xe ở đây thì rộng thênh thang, gồm có 2 bãi đậu xe và 5 gara, được đặt tên với 5 loại trái cây. Đầu tiên là Grapefruit Garage, anh nào ham to thích ăn bưởi thì đậu bên đó. Gara thứ hai là Lamb Garage, nghe tên thôi là đã thấy chanh chua rồi. Thứ ba là Orange Garage, còn bậc kinh ở ngoài trời thì gồm có Strawberry Parking Lot, là trái dâu tươi. Và cái bậc kinh cuối cùng là Watermelon Bậc Kinh. Trong đây họ trồng cây rất nhiều, vừa đem lại bóng mát cho mọi người, vừa tạo không khí mát mẻ. Những bồn hoa xung quanh là nơi lý tưởng để mọi người dừng chân. Dọc hai bên lối đi là những chiếc xe food truck bán thức ăn rất là đa dạng, đủ loại thức ăn của các nước như Mexico, Trung Hoa, Nhật, Hàn, Ấn Độ, Peru, những món cho người đạo Hồi. Giá thì cũng ngang như trong quán nha mọi người, không có rẻ đâu. Mình mua ăn là để trải nghiệm cái thú vị, ngắm mọi thứ xung quanh ở đây thôi. Chúng ta đang vô cửa hàng Marvel. Vừa bước vào là thấy Nick Fury. Trong đây có tất cả những món đồ chơi, trang phục của các nhân vật trong thế giới Marvel. Ai muốn cosplay thành nhân vật phản diện thì mua bàn tay 5 hộp của Thanos với cái búng tay nghe đã lắm. Mắc nhất là cái siêu của Captain America với giá 450 đô. Thôi khỏi mua, chụp hình xong đi ra. Còn đây là cửa hàng Star Wars, tiếng Việt Nam là Chiến tranh các vì sao. Phim này hồi đó lúc mới ra ở bên Việt Nam không có đủ băng mà cho người ta mướn. Người này vừa trả là người khác lại mướn liền. Mình còn nhớ cái thời đó mướn một cuốn là 2.000 cho một ngày một cuốn. Nếu không quen biết cái chủ tiệm thì mình phải để lại chứng minh hoặc tiền cọc mới mướn được phim. Mà phim này hồi xưa coi hay lắm, đâu có lồng tiếng, toàn là subtitle, không còn coi đọc chữ mệt.
Giờ chúng ta vô cửa hàng Disney xem trong đây có những gì. Em nào mà thích chuột Mickey hay công chúa Disney thì chắc là ở trong tiệm này cả ngày cũng không chán. Cách mà họ trình bày những sản phẩm rất bắt mắt làm cuốn hút chúng ta phải đứng lựa rồi đắn đo mua. Nhà ai mà có con gái chắc chắn là công chúa nhỏ của bạn sẽ mua ít nhất là một đến vài món ở trong đây. Rất là đẹp các bạn ạ. Like the way I'm feeling inside, I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me, but I do, do feel that I do, do will miss you much, miss you much. Đây là cửa hàng cà phê Starbucks. Mình chỉ thích hương vị cà phê Việt Nam thôi. Những năm gần đây, chuỗi cà phê Starbucks bên Mỹ có bán nước ép thanh long ruột đỏ. Mình mua thử uống thấy dễ ăn, không thích. Mình thấy cái cách pha của quán Việt Nam của mình có vẻ mình ngon hơn nhiều. Everybody's got something they had to leave behind. Đến với Disney Springs thì bạn không thể nào bỏ qua tiệm M&M, bởi vì trên thế giới này chỉ có 7 tiệm M&M. Châu Á duy nhất chỉ có ở Thượng Hải. Châu Âu thì có ở Berlin. Và một tiệm ở London. Có một em nhỏ làm bể cái ly, đổ kẹo rớt tùm lum dưới đất. Nhân viên người ta ra đang dọn dẹp. Người ta không có mà bắt mình đền hay là la mình gì hết đó. Còn 4 tiệm còn lại đều nằm ở Mỹ. Hình như mình thấy cái tiệm ở New York là bự nhất. Còn cái tiệm bự thứ hai là ở bên Las Vegas. Thank you.
Trời đã xế chiều, các quán bar càng đông hơn. Nhạc sống bắt đầu cất lên, du khách nhiều hơn buổi trưa. Here I am.
tacos right here. Buổi tối cái hồ này sau khi lên đèn rất đẹp, nhìn lãng mạn, có nhiều người đứng lại ngắm cảnh, chụp hình. Và mình cũng vậy, mình nắng ná ở đây cũng khoảng 5 phút, nhìn cái cảnh hồ nước trong veo. Vô Pandora mà get like vậy không ta? Mấy anh ta đi chỗ này, ta đi vô cái mấy chỗ kia, mấy cái mall khác cũng có vậy. Phải chi đâu phải ở đây có đâu. Mình get like. Ráng đứng thôi. Mình ra chỗ của mình lại rồi. Ra chỗ lại, ra chỗ mình vô là phía bên tay phải của mình là thương hiệu Levi, nổi tiếng trên toàn thế giới với
quần jean chất lượng rất bền và giá phải chăng. Trước mặt chúng ta là tiệm Lego. Để tránh tình trạng mọi người chen lấn ở bên trong và nhân viên phục vụ không đủ nên số lượng người vào tiệm không quá mức cho phép. Tiệm này quy định là tối đa 100 khách nên khi có ai ra thì người mới được vào. Trong lúc gia đình mình xếp hàng chờ thì mình sẽ qua khu khác khám phá. Đây là khu giải trí ẩm thực T-Rex. Ngoài những món ăn ngon trong đây, mấy em nhỏ còn được chụp hình với những con khủng long thời tiền sử. Hay vô đây ngồi nhâm nhi ly cocktail cũng thú vị đó mọi người. Hôm nay trời rất tốt, không mưa cũng không nắng gắt. Chứ mùa này Orlando mưa rất nhiều. Nhìn trời nắng như vậy chứ 5 phút sau mưa như bão cấp 8 ập tới và con chạy không kịp luôn. Buổi tối mọi người vào đây rất đông, người thì đi dạo, người thì đi tập thể dục, người thì dắt chó đi chơi và hít thở không khí trong lành trong đây.
coi những show nhạc ở ngoài trời miễn phí nữa. Ngại gì mà không đi. Tim Timmons on the vocals. Keep it rock and roll. Down.
Đây là tiệm Lego Store, nó bự khủng khiếp luôn. Mấy em nhỏ vô đây thích lắm, thả hồ lửa, một hồi về em nào cũng bệt bệt mà không biết về nhà có chịu ngồi xếp hay là nhờ ba mẹ xếp giùm nữa. Có đủ các loại, nào là siêu nhân, máy bay, đồ chơi, giá cả thì nhiều lắm, từ mấy chục đồng cho đến cả ngàn đồng cũng có. Con Spider-Man này không biết người ta rap nó bao nhiêu tháng nữa. Này nó cao cầu 2 mét mấy đó, cầu mấy chục ngàn miếng. Này chắc nguyên một đội mà ngồi xếp mới xong, chứ một mình không thể nào mà xong được. Ngoài trời là mô hình khủng long bằng Lego, nó bự khổng lồ luôn. Con này chắc huy động cả sớm lại ngồi phụ xếp đó chứ. Một người là không thể nào hoàn tất được con này hết. Không biết họ làm con này trong bao lâu nữa, quá khủng khiếp. Tiệm cuối cùng gia đình mình ghé là tiệm bán đồ lưu niệm, quần áo, đồ chơi, tất cả các mặt hàng của Disney đều có bán ở trong đây. Tiệm này khá là rộng,